Đây. Ít 2 điểm anh em, nói chung là khá may mắn. Ít 2 điểm thì top 1 là easy rồi. Ok. Chúng ta cùng hello, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ soi đồ top 1 cho anh em xem. Đây là top 1 tổng kim trận buổi tối ngày hôm nay. Với tỷ lệ 82 mạng. Nói chung ạc này thì cũng có là khá nhiều top, nhưng mà tuy rằng là cái băng rồng anh em. Những trận nào mà được mặt nạ thì Khải thấy anh này auto top nè. Nói chung là cái băng rồng thì giao tranh tổng nó không được đẹp cho lắm, nên là hôm nay Khải soi đồ top 1 này muốn cho anh em xem cái băng rồng Nguyễn Hùng này như thế nào. Và cũng có khá nhiều trận được top. Với cái hình thức thì nằm trên cái bảng này thì có ít 2 điểm nha nè. Có ít 2 điểm nằm trên top. Đây, hát đơn Nguyễn Hùng bài cái bang. Rồi cấp bao nhiêu? Hát đơn Nguyễn Hùng 107 nè. Đó, cái băng rồng nha nè. Cái băng rồng nha nè. Đó, được rồi, thì đồ này có gì đặc biệt hơn không? 40 làm chậm từ nón dòng 2, sinh lực cao. Tiếp đó là một cây vũ khí làm chậm 40, nội lực. Hai món này được móc 80 chậm rồi nha anh em. Đặt móc 80 chậm rồi, coi cho chiền ơi. Ôi, cái gì ngon đấy. Được rồi. Bỏ này anh em xem, ở kia hơi bị đó. Dây chiền này thì dây chiền mọc kháng cả 13, kháng lối 15. Dây chiền này khá đẹp đấy. Dây chiền này vị trí của ngoài thì trên 1 triệu anh em, trên 15 kim ấy. Tại vì kháng lôi cũng khá là ok. Một cái áo phục hồi 40, kháng lôi 19. Một cái bao tay sinh lực lực hợp kim. Hợp kim thì bao tay này cũng khá là tầm ok rồi. Rồi tiếp đến cái nhẫn kháng băng, thời gian chúng độc nhẫn trên. Đi theo hiệu ứng vũ khí hỏa, nón hỏa nha nè. Đi theo nem hành vũ khí hỏa. Nhẫn nỗ lực cao sinh lực 17-30. Kèm với đôi giày thì 25-40, 29. Nỗ lực 66 cũng khá là đẹp. Thì cái bang thiên nhẫn thì họ ưu tiên nội lực hơn em, tại vì họ đánh rất là tốn mana. Đó, mạnh nội lực cao. Đai lưng. Ui, đai lưng thì hơi phèn rồi em ơi. Đai lưng kháng hỏa 19 dòng 1. Thiếu chón, đai lưng thiếu chón rất tiếc. Một cái nhẫn vậy. Ui, xong nói chung được thì kháng là ok đó nè. Nhưng mà tầm này thì tại sao không sắm cái nhẫn ví dụ như kháng hỏa 15 chón 20. Rồi đai lưng ví dụ 15 chón 20 cũng được đâu. Đó, bỏ ít kháng hỏa đi, bỏ 5 đến 10 kháng hỏa thôi, làm 40 chón giao tranh cho nó tốt nhỉ. Đó anh em thấy không? Set đồ này thì cũng ok nhưng mà thiếu hưởng chó anh em ơi. Ngập bội cũng tạm ổn thôi chứ không phải là quá VIP nè. Ngập bội sinh lực lực 25. Đồ thì cũng gọi là trung bình, đồ gọi là đồ tầm trung đó nè. Hôm nay thì người ta có cho mình kỹ năng cũng có cần một từ phi phong. Với lại nhắc kỹ trên đầu thì hiện tại cái bang hôm nay thì được hai kỹ năng vốn có. Đó. Với set đồ này thì cũng gọi là set đồ tầm trung nè, cũng rất là giờ xém ở server. Hiện tại bây giờ thì rất giờ xém tại vì tầm này vũ khí làm chậm 40 ra rất là nhiều. Hiện tại vì tầm này nó rớt giá rất server ra gần 3 tháng rồi, nên là cây vũ khí này nó nằm dao động khoảng tầm từ 5 đến 10 kim thì nó dao động cây vũ khí này khoảng tầm 500k đổ lại nè, 500k. Không biết lúc trước mua như thế nào mà tầm này thì nó chỉ được khoảng tầm 500 đến 600 nghìn thôi. Đó. Nón thì không vài trăm xu hoặc vài kim. Chung đồ này tính nhìn vào thì mắc nhất là gia truyền nè. Set đồ này tổng lực thì Khải thấy nó mắc nhất là gia truyền này, với cây vũ khí. Đó. Truyền cây vũ khí. Tổng set đồ này thì tầm trung nè. Xa cả Khải nghĩ set đồ này hết khoảng tầm 2 triệu nè. Đó, set đồ này tầm 2 triệu tầm trung đủ chơi nè. Đó. Cái bang hạng 19 server. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Nguyễn Hùng một like, một chia sẻ, cũng như ủng hộ video Di Khải Gaming một like chia sẻ nè mọi. Anh em thích comment video nào, cao thủ nào nằm bên dưới tống kim, soi cái đồ cao thủ nào Khải soi anh em xem tiếp theo nha.